Xin chào tất cả quý vị và mọi người đang xem. Và video này thì chúc cho mọi người nhiều điều may mắn và hạnh phúc trong gia đình. Và tôi sẽ xem trong tháng 3 năm 2021 năm Tân Sửu. Trong tháng 3 này có mấy ngày là tốt nhất để chúng ta làm những công việc lớn của mình. Những ngày tốt đẹp đó làm sẽ thành công cho quý vị. Đây là lựa trong cái ngày tốt nhất trong tháng 3 này, và những ngày xấu thì chúng ta không nên làm. Quý vị thì nên xem từ đầu đến cuối để biết được cái ngày nào là tốt nhất trong tháng 3 này. Khi chúng ta làm những công việc lớn trong những ngày đó sẽ thắng lợi, mang đến may mắn, mang đến tiền tài, hạnh phúc cho quý vị. Quý vị nào chưa đăng ký kênh thì nên đăng ký, nhấn vào nút chuông ở dưới màn hình để mà theo dõi kênh và cũng là ủng hộ kênh. Ngày mùng 1 tháng 3 thì ngày của Canh Dần. Ngày này thì có hỏa tinh, hỏa tai. Những ngày này thì không có tốt trong tháng 3. Ngày mùng 2 tháng 3 thì ngày của Tân Mão, ngày của ly xào, nghiệp họa, là tật bới, cho nên ngày này, mùng 2 này là cũng ngày này không có tốt. Ngày mùng 3 tháng 3 là ngày của Nhâm Thìn, ngày của Tam Nương. Những ngày này thì những công việc lớn thì chúng ta không nên làm vì ngày tam nương. Ngày mùng 4 tháng 3 thì ngày của Quý Tỵ, ngày của Kiếp Sát. Những ngày có ngày Kiếp Sát thì rất là xấu, cho nên chúng ta nên cẩn thận trong ngày này. Ngày mùng 4 là cũng là ngày không có tốt những công việc lớn của mình. Ngày mùng 5 tháng 3 thì ngày của Nghiệp Kỵ. Những ngày nghiệp kỵ thì ta nên bỏ qua, không nên xem trong ngày này. Ngày mùng 6 tháng 3 thì ngày của Ất Mùi, ngày của sát chủ. Những ngày có sát chủ thì dẫn đến sát mạng, dẫn đến chết chóc, cho nên ngày này không có tốt những công việc. Tất cả các việc đều tránh cái ngày sát chủ ra. Ngày mùng 6 là ngày sát chủ, là ngày xấu. Ngày mùng 7 tháng 3 thì ngày của tam nương đại hao. Những ngày tam nương đại hao là dẫn đến hao hụt tiền bạc, cho nên những ngày này không có tốt trong tháng 3. Ngày mùng 8 tháng 3 thì ngày của Đinh Dậu, ngày của hoàng đạo và được cái trực chắc. Giờ tốt, giờ Tý, giờ Dần, giờ Mão, giờ Ngọ, giờ Mùi, giờ Dậu. Tuổi xung Tân Mão, Quỳ, Quý Mão, tài thần hướng đông, hỷ thần hướng nam. Ngày này thì rất là tốt cho những công việc lớn của mình, khai trương, cầu tài, cầu lộc, làm việc thiện, làm phúc, rất là tốt những công việc đó. Và nói chung thì ngày mùng 8 là ngày tốt để chúng ta làm những công việc lớn của mình sẽ thắng lợi. Ngày mùng 9 tháng 3 thì ngày của Mậu Tuất. Những ngày nghiệp phá và trực phá, ngày mùng 9 là ngày trực phá, cho nên những công việc lớn của mình thì nên tránh ra. Nếu mình làm sẽ đại bại vì ngày trực phá, nó phá tan phá vỡ trong công việc của mình không thành công, cho nên ngày mùng 9 không có tốt. Ngày mùng 10 tháng 3 thì ngày của Kỷ Hợi, ngày của Thụ Tử Tùng Tang. Những ngày Thụ Tử Tùng Tang là cũng là ngày không có tốt. Ngày 11 tháng 3 thì ngày của Canh Tý, lỗ bản sát cô thần. Ngày này được cái thực thành là thành công tất cả những công việc lớn của mình, cho nên ngày 11 là ngày tốt để chúng ta làm công việc lớn của mình. Ngày 12 tháng 3 thì ngày của Tân Sửu, ngày của Ly Sào, Huyền Vũ, ngày của Hắc là Hắc Đạo, cho nên ngày này là ngày không có tốt. Ngày 13 tháng 3 thì ngày của Tam Nương. Những ngày Tam Nương thì ta nên tránh ra những công việc lớn của mình, nếu mình làm sẽ thất bại. Ngày mùng 4 tháng 3 thì ngày của Nghiệp Kỵ. Những ngày Nghiệp Kỵ thì ta nên tránh ra, không nên làm những công việc lớn của mình, nếu mình làm sẽ đại bại cho mình, cho nên ngày 14 là ngày không tốt. Ngày 15 tháng 3 thì ngày của Giáp Thìn, ngày của
Thiên Quý ở Thanh Long ngày này. Thì ngày này thì rất là tốt cho trong tháng 3, ngày của hoàng đạo. Ngày 15 là cũng là ngày ngày tốt, ngày rằm là ngày tốt. Ngày 16 tháng 3 thì ngày của Ất Tỵ, ngày của kiếp sát. Những ngày có kiếp sát là chúng ta nên tránh ra, không có tốt những công việc lớn của mình. Ngày 17 tháng 3 thì ngày của Bính Ngọ, ngày của Thiên Thiên Phú Lộc Khố, ngày của Tự Mãn. Ngày này thì giờ tốt, giờ Tý, giờ Sửu, giờ Mão, giờ Ngọ, giờ Thân, giờ Dậu, và tài thần hướng Đông, thủy thần hướng Tây Nam. Ngày này rất là tốt cho những công việc lớn của mình, nếu mình làm thì sẽ thắng lợi trong công việc lớn của mình. Trong tháng 3 thì có ngày 17 là ngày tốt. Đã có được là ngày 11 và ngày 15, ngày 17 là 3 ngày tốt rồi. Ngày 18 tháng 3 thì ngày của Tam Nương, ngày của sát chủ. Những ngày có cái sát chủ thì rất là xấu, dẫn đến sát mạng, dẫn đến chết chóc. Cho nên những ngày này không nên làm công việc lớn của mình, sẽ thất bại. Vì ngày Tam Nương vừa là sát chủ nữa, dẫn đến sát mạng rất là xấu. Ngày 19 tháng 3 thì ngày của Mậu Thân, ngày của đại hao Quảng Vong. Những ngày đại hao là lẫn đến hao hụt tiền bạc, Quảng Vong vong hồn đeo bám, dẫn đến thất bại. Cho nên ngày này không có tốt. Ngày 19 là ngày không có tốt. Ngày 20 tháng 3 thì ngày của Kỷ Dậu, ngày của trùng tang ly sào. Những ngày này không có tốt. Ngày 21 tháng 3 thì ngày của Canh Tuất, ngày của Bạch Hổ âm thác là trực khóa. Nhưng có những ngày có trực khóa là rất là xấu, không có tốt những công việc lớn của mình làm sẽ đại bại cho mình. Ngày 22 tháng 3 thì ngày của Tam Nương, ngày của Thụ Tử. Những ngày Thụ Tử Tam Nương thì rất là xấu, không có tốt những công việc lớn của cho công việc lớn của mình. Ngày 23 tháng 3 thì ngày của Nhâm Tý, ngày của Nghiệp Kỵ. Những ngày Nghiệp Kỵ thì nên bỏ qua, không nên xem, vì nó kỵ tất cả. Ngày 24 tháng 3 thì ngày của Quý Sửu, ngày của Địa Phá. Những ngày của Địa Phá thì không có tốt cho công việc lớn của mình. Cho nên Địa Phá là ông Địa đã phá là không thành công cho mình. Cho nên ngày này không có tốt cho công việc lớn của mình. Ngày 25 tháng 3 thì ngày của Giáp Dần, ngày của Xích Khẩu, ngày của Đấu Khẩu, cải kinh cải quẻ rất là xấu. Cho nên ngày này ngày của Xích Khẩu không có tốt nhưng công cho công việc lớn của mình. Ngày 26 tháng 3 thì ngày của Ất Mão, ngày của Yếu Yên, ngày của Hắc Đạo. Cho nên ngày này không có tốt. Ngày 27 tháng 3 thì ngày của Tam Nương. Những ngày Tam Nương tịch bế là không có tốt cho công việc lớn của mình. Ngày 29 tháng 3 thì ngày của Đinh Tỵ, ngày kiếp sát. Những ngày có kiếp sát dẫn đến sát mạng rất là xấu, cho nên ta nên bỏ qua, không nên làm công việc lớn của mình. Ngày 29 tháng 3 thì ngày của Mậu Ngọ, ngày của Ly Sào, dẫn đến ly tán, dẫn đến xào xáo trong gia đình. Cho nên ngày này không có tốt cho công việc lớn của mình. Ngày 30 tháng 3, những ngày sát chủ, 30 tháng 3 là ngày sát chủ, vừa là cuối tháng, cho nên rất là xấu, không nên làm công việc lớn của mình. Thì nói chung trong tháng 3 thì có 4 ngày tốt để chúng ta làm công việc lớn của mình, sẽ thắng lợi thành công cho quý vị, mang đến may mắn, mang đến tiền tài và mang đến hạnh phúc cho quý vị. Trong đó có 4 ngày, ngày 11, ngày mùng 8, ngày 11, 15, ngày 17. Đó là 4 ngày đó tốt nhất cho trong tháng 3. 4 ngày đó là tốt nhất trong tháng 3, ngày mùng 8, ngày 11, ngày 15 và ngày 17. 4 ngày đó là tốt nhất trong tháng 3 này. Cho quý vị nào làm công việc lớn thì nên lựa chọn trong 4 ngày đó thì sẽ thắng lợi, mang đến may mắn và mang đến tiền tài và đến hạnh phúc cho quý vị. Và tôi đã xem xong trong tháng 3 này có mấy ngày tốt, là 4 ngày tốt nhất trong tháng 3 đó. Xin chào tất cả mọi người đã xem.